Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn ombre 3 màu bằng gel. Mình sẽ dùng lần lượt từng màu bỏ lên trên nền móng. Sau khi hoàn thành thì mình dùng cọ ombre, mình kéo rê qua lại, mix 3 màu với nhau để tạo cái độ loang. Khi mà mình làm màu thứ nhất và màu thứ hai thì mình chùi bỏ cái màu sơn để nó không loang qua cái màu thứ ba. Và tương tự lần thứ hai thì mình cũng làm giống lần thứ nhất. Và màu đậm hay nhạt thì tùy theo cái sở thích của khách hàng. Và mình thêm lớp màu 2 hoặc là 3 lần. Sau khi hoàn thành 3 lớp màu thì mình sẽ dùng sơn top coat để hoàn thành kiểu ombre bằng gel.